Viscaria thì em có cái này nhá. Viscaria dòng Super ALC. Tem đi ạ. Dòng này là dòng mắt ngọc ạ. Cái này thì giãn mặt nhé. Mặt là mặt Yasaka da 7. Yasaka da 7. Mặt thì đây có xước nhưng mà rất ok ạ. Xước một chút thôi. Đó. Còn cái lấm tấm trắng này là bụi nó bám đấy. Bụi nó bám vào mặt vượt em chưa lau. Một mặt là Litaku nhé. Mặt này rất xịn luôn. Hai mặt đều xịn. Riêng cái mặt Litaku này thì mặt không đã là gần 1 triệu rồi ạ. Thì cái Viscaria thì có dòng này, có cây này. Thì anh ưng thì anh báo em nhé. Cây này rất ngon. Mặt cũng xịn luôn. Đó, cái này hai mặt đều ok nhá, đều gần là mặt xịn luôn. Itaku này. Itaku xước một chút thôi. Xước một chút, không đáng kể. Tí viền thôi. Tổng thể chung là đẹp nhá. Anh ưng thì anh chốt sớm nhá.